Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã tới với kênh Xe Đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay video này giới thiệu với các bạn một con xe gian. Con này gian Raver. Size của nó là size S. Con này sườn nhôm, sơn zin, ống trên dẹp, ống dưới vuông. Thì hiện tại thì cái con này nó sở hữu cái bộ đề đeo ore 3 đĩa 9 lít. Bánh là bánh bộ. Bánh bộ 26 ấy, tức là 640 của chính hãng của Gian. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng bộ phận tới đâu mình sẽ giới thiệu cùng anh em. Đây ạ, Gian Raver. Để mời anh em xem cái bộ đầu của nó. Long lanh luôn. Còn da này cực đẹp, bên ngoài nhìn rất đẹp. Bộ đầu cực kỳ hoành tráng. Đó, đây ạ. Đây ạ, đeo re LX. Bên 9 lít. Đây nữa. Ở đây. Đeo re LX. Cái tay thắng của nó cực chất luôn nhé. Tay thắng này là có Fuji thì vậy. Đây, con có thì vẫn còn đọc được chữ Fuji. Nhôm đúc toàn bộ nhé. Điểm đặc biệt khác biệt của cái tay thắng này là nó có cái tăng đơ đây ạ. Các bạn nhìn cái tăng đơ này. Tăng đơ này, mục đích tăng đơ là chỉnh cái độ mở ấy, từ đây tới đây nhé. Có người thì muốn chỉnh ra, có người thì muốn thu lại này. Đó, thì mình điều chỉnh cái này. Dù cái sải tay với đấy, có người thì thích nó vào sát tí thì người ta thiết kế để các bạn chỉnh này. Đó, mình dùng cái vòi này chỉnh cái này, vặn ra vặn vô nó sẽ thu lại. Còn đương nhiên ấy, thì cái này là cái chỉnh độ tăng của cáp rồi, thì cái nào cũng có rồi, nhưng mà cái này nhìn nó hoành tráng lắm, nhìn nó chất. Tôi nói không sai chứ cái đôi này, cái đôi này không này, người ta sẵn sàng mua cả triệu bạc. Những anh em nào chơi xe touring mà thấy cái hàm thắng này là Fuji thật các bạn. Đây, nó vẫn còn chữ Fuji này. Fuji là cũng của nội địa Nhật. Hàm thắng này nhé là cũng là Shimano LX. Đây, gian này. Vỏ đây. Còn rất mới. Đây ạ. Đó, này, soi gương được luôn này. Đùm chính hãng của Gian, bánh bộ luôn. Đây, Raver, Gian Raver này. Đây ạ. Mình sẽ quay cái cận cảnh, cái sườn này anh em xem. Các bạn xem nhờ cái độ mới, cái độ chất của nó thế nào. Sườn vuông nhé. Đấy, vuông này. Ống này là ống vuông. Ống này ống dẹt đây này. Ống này chiều này nhỏ này, chiều này to bản đấy. Đó, nước sơn của nó đấy. Cực chất luôn. Size đi nhé, size S nhé. Size S thì anh em biết rồi, size S thì chiều cao bao nhiêu thì các bạn tham khảo là biết cái chiều cao của người chạy rồi. Đây, tem Nhật này. Chất lắm. Mình chạy thử rồi, chạy con này cực sướng luôn. Đây, tai quan. Cái chỗ đỏ đỏ ở cái dưới cái tem đấy là nó giả ánh sáng qua nhé. Đây. Made in Taiwan. Tức là con này sản xuất tại Đài Loan. Riêng giỏ đĩa thì là Gian nó sản xuất nhé, nó không nhập đeo rê. Đó, cái giỏ đĩa là của Gian này. Các bạn sử dụng Gian này nhìn qua là biết. Đây, đeo rê đây, LX. Lip, đây,
Đó, líp Shimano đồng bộ của nó luôn. Đây, Raver đây, Raver, Gen Raver. Mình kết con xe này cái hàn thắng, à, cái tay thắng và cái bộ đùm, cặp đùm cực chất. Đây này, các bạn nhìn này, nó còn dạ đỏ lên, nhưng mà mình nó đang quáng nắng nên là nó không lên cái màu thật của nó được, thật của nó đẹp lắm, để nó như chỗ này. Đó, ở kia nắng nó pha rồi đây, nó như chỗ này, đó, nó bóng cỡ đó lắm. Đây, hàm thắng nhé, hàm thắng kẹp này là cũng là đeo rê hết nhé, LX, đó. Trừ cái giò đĩa là của hãng Gian thôi, giò đĩa chính hãng của Gian, còn lại toàn bộ group là group đeo rê LX 39, Yên Gian đây. Nói cho dễ hiểu đấy, là con xe này zin toàn tập luôn. Bạn nào chơi xe mà quất con này về đi là tuyệt vời luôn, tiền nào của đó. Và mình vẫn nói rồi, không bao giờ có ngon bỏ rẻ, chỉ có giá hợp lý đi với chất lượng tốt thôi. Đây, à, mình xin nhắc lại nhé, các bạn mà sau khi xem video đấy vẫn chưa thấy thỏa mãn, vẫn còn thấy cần xem cái gì thì mời các bạn vào trang nhật ký Zalo của mình để xem hình ảnh. Rồi kỹ nữa thì các bạn có thể đặt ra các câu hỏi thắc mắc về cái gì, hoặc trên video mình quên mình chưa nói, hoặc là cần tìm hiểu thêm thì các bạn cứ đề xuất, không có sao cả. Mình mua thì mình phải hỏi thôi, chứ đừng có ngại, mình không có ngại chuyện hỏi đâu. Có những con xe mà mình chát mấy ngày trời đó mới bán được con xe đấy. Nhưng cũng có con xe thì 1 phút 30 giây là các bác lượm luôn rồi. Những bác nào mà biết mình ấy, theo dõi kênh của mình thì các bác nhìn ưng ý là các bác chốt ngay, không có hỏi han gì hết, không cần hỏi. Nhưng mà mình vẫn quan điểm, những cái gì chưa biết thì hỏi, đừng để nó tránh hiểu lầm, nó không có hay. Tốt nhất là khi mình mua được con xe thì người mua cũng vui thì mình mua được con xe tốt. Rồi bây giờ mình vẫn là câu nói thì nói, mình phải test cái chuyển động chút ha, để xem cái chuyển động đeo rê này nó chạy như thế nào. Rồi đây, bây giờ thì mình sẽ test cái đĩa, à xin lỗi, cái lít. Các bạn cứ thấy nó lên rất mượt. Đó, nhanh lên chậm đẹp thế. Đó, nhanh lên chậm. Đó, nhanh. Đồ này là đỉnh, đeo rê là đỉnh rồi các bạn ạ. Đeo rê mà cái dòng xe touring này là hết nấc rồi. Rồi, ok. Cái lít thì đã rất mượt rồi, bây giờ mình test cái đĩa này đi, đã test hết. Cái video này mình làm để bán hàng, cụ thể là để giới thiệu rất thật kỹ con xe này. Mục đích của mình là nhằm để các bạn không tới nhà coi xe, nhưng qua video các bạn cũng nắm được chính xác cái chất lượng con xe cũng như là hiện trạng của nó, để mình có một cái quyết định kiếm tiền với con xe này. Còn những bạn nào mà ghi video thì không mang tính giải trí, các bạn nào mà không ấy thì có thể bỏ qua. Nhưng mà làm thì mình phải hướng dẫn tỉ mỉ thôi, phải giới thiệu tỉ mỉ thôi, không giới thiệu lướt lướt được. Rồi, bây giờ thì nó đang ở đĩa số 2. Mình sẽ về đĩa nhỏ là số 3 để mình lên lại cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ nó đang ở đĩa số 3 này, lên đĩa số 2 này. Các bạn thấy nó lên ngoặt không ạ? Lên đĩa số 2 rồi, lên đĩa số 1 này. Đây, đĩa số 1 này. Rất ngọt. Nửa vòng quay là nó đã sang xong rồi. Đó.
nhẹ tênh, cực đẹp. Cái bàn đạp này bằng nhôm đúc nhé, toàn bộ nhôm, cái này nhôm, nhôm này nhôm đúc luôn. Đó, thì cái bộ chuyển động thì test xong rồi, bây giờ mình sẽ test cái chớn. Vẫn là phải test cái chớn. Test nha, chớn nha. Cái chân trống nó chỉ nghiêng cho nên các bạn xem video thì có cảm giác là cái bánh nó quăng, đúng thôi ạ. Tại theo cái lực quan tính thì nó phải quăng thôi. Nhưng chớn của nó thì rất ngon. Nó quất qua vài vòng. Các bạn mà sau khi xem mà cái gì chưa thỏa mãn, chưa hiểu thì cứ ở đây để mình nhé. Cho nó dừng đây, nó còn quay ấy. Rất ngon. Mình xin nhắc lại lần nữa, con xe này là thương hiệu Jan Raver, size S, sườn của nó là sườn đời cao, hộp vuông, hộp trên thì dẹp, hộp dưới thì vuông bự, sở hữu cái group Shimano Del Rey 3 đĩa 9 lít. Đó. Thì sau khi các bạn xem video, nếu thấy thích thì vui lòng điện số này 0939086797. Cái số này thì nó có Zalo. Đó. Thì các bạn có thể gọi hoặc có thể chat Zalo tùy các bạn. Zalo của mình thì nếu khi mà các bạn kết nối, kết bạn không được, ví dụ kết bạn không được do nó đầy, mình chưa có xử lý được, thì các bạn cứ để lại tin nhắn, mình không chặn người lạ và sẽ trả lời 100% các cái câu hỏi từ những cái nick lạ, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi, ok. Bên ngoài thì con này rất đẹp nhé, mình bảo đảm là cái màu của nó như màu DD đỏ vậy đó, DD70. Còn bây giờ mình xin được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.